Vô liền cho đỡ mi nó ra, nó đỡ ra để bạn cái lại giờ. Nghe que cho nên nó thẻ cửa. Nó nghe Mr. Don từ bên kia qua bên đây cho nên nó miễn phí vé. Rồi đứng lại nha, đây tự nhiên đang quay phim cho phần xong rồi. Thôi chỗ đó không có gì. Lui ra sau tí xíu này, chỗ hơi dính nước rồi, bông xuống nhiều hơn. Hai người đứng hai bên này. Nè, nó đứng chỗ này cũng đẹp lắm. Chị chân người, người đẹp áo vàng đứng giữa rừng hoa tím. 1, 2, 3 đứng đó đi chạy cha, đứng đó đi rồi được, xe lạnh tí xíu. Đây đâu còn đi Washington DC đâu, này bắp cũng nhiều rồi chứ.
Rồi, vô em chụp cho. Vô trước đây. Được chưa? Rồi, 1, 2, 3. Rồi, vô đây. Còn nhớ Hùng Pha nữa hả? Chưa? Xin đàn ha. Nó xin đợi ăn phải không? Rồi, ok. Rồi. Wow, mấy con vịt nó đang bơi dưới nước kìa. Chưa chụp. À, điện thoại về nó mà nó đánh ngỏng. Chưa chứ hồ gơ. Rồi xong rồi đi ra miệng xuống anh. Vô hết rồi, anh ba chị ba đều vô hết luôn á. Bay lên xứ hoa đào, đừng quên mang về một cành hoa. Cắt cái con rồi. Đi dưới rồi. Đi dưới. Một hai ba diễn. Wow, đẹp quá. Nó ra đẹp quá. Yeah, it's good, it's good.
Trời trên giữa hòn đá đó. Kiều vô Kiều ơi. Hả? Đứng yên á, ba quay đoạn phim chút bạn. Đứng yên đó nha. Làm cái gì vậy nè? Hello. Hello. Hồi nãy nó sao? Dạ lì. Sao nãy nó đang đi sao con? Hồi nãy nó tại đây mà đang trốn. Để đang nằm chỗ đó. Chỗ đó. Mà bây giờ nó trên cây. Mỗi chân nào? Đây. Mỗi chân, mỗi cỏ, mỗi miệng. Đào nữa, nãy giờ thôi anh đào không như gì. Wow, con công ngủ.